Hey, chào mọi người, em còn mấy con phun vôi thổi lá này, phun phân này, xả lúa rồi. Thì con này dung tích nó 10-15 lít cho mọi người. Bình rất là đẹp, bình xanh rất đẹp. Con này là hơi tốt nha, hơi năng nha mọi người, mà do tại cái ổ giật nó bẩn á. Về mình mở bộ ốc này, mình vệ sinh cái lò xo lại là ok thôi. Con này hơi năng lắm, ống luôn còn rất đẹp luôn. Con này nói chung là đẹp lắm, khá là đẹp. Con này công suất nó tầm chắc, mã nó là CD501L, công suất chắc gần 50cc luôn. Này công suất nó, này chắc công suất nó bốn mấy, này đủ đồ này, ống bình không bể nha mọi người, bình đẹp không bể, bình đẹp không bể. Thì con này xả cho mọi người đi, con này để cho mọi người 600.000 nha, 600.000 không có bao ship nha mọi người, 600.000 không bao ship, chưa dọn nha, máy thấy đủ đồ này, về sau bán vậy nha mọi người. Đó, hơi năng nha, hơi này là em giật rồi mà giật ra cái lò xo nó trong này có thể nó bẩn ấy, nó thu lại kém về vệ sinh. 600.000 nha, không bao ship. Mua thì chuyển khoản vào số tài khoản ở phần mô tả giúp cho em nha, rồi nhắn địa chỉ ha.